mà anh thay chậu đẹp cho mình nha. À. Về khỏi xe chậu này, chậu này cũng xịn sò lắm chứ chị, em đầu tư chậu cũng dữ lắm. Thôi vừa chưa, hình thú này chưa nè, nó lên da nè, nó dần nín luôn á. Chị Ngân, cái này giống nhớ Xiêu lụa mình nè. lại, thôi vừa nó nu sụn rồi chứ. Quá trời luôn. Cái này em tán cái đầu lại, em chưa có xích keo nè, khi đi em xích keo cho mình luôn chứ chị mình. Tạo kiểu nha cô chú anh chị mình ha. Nè. Cái này dán lùa lùa hết luôn, Nhớ lụa. nhỏ luôn nè, lúc nổi lên như là cái gì à? Siêu Siêu nụ nữ đó luôn chị rồi. ơi, nó kẹo lắm cô Mà chú chị anh ăn chị. coi nè, nó đang chuẩn bị nó đi ăn cơ rồi chưa nè. Dạ, nó lên quá trời hết cô Quá chú là mình. lọc non nè, Cây này là Tết cây này mà nó khủng đi khiếp luôn. hai cơ nữa chú anh chị, là bự lắm. Đây là những cái cốt cành của nó nè cô chú mình ha, Cái này quá thôi đã vừa luôn. nhau chú anh chị mình. Dạ, em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em ha. Hôm nay em tiếp tục cái vườn mai của chị Ngân nè cô chú. Hôm nay thì chị Ngân có làm một số cái mặt hàng mai ha, để giao lưu với cô chú mình như thường lệ nha. Dạ, em mong là cô chú mình xem clip ủng hộ cho chị Ngân luôn ha. Rồi, em chào chị nha. Rồi em xin chào chị ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị vàng cả nước nha. Hôm nay em lên một số giống mai là ghim ngân lượng ha, siêu ông Sài Gòn, siêu ông Bình Lợi ha, cúc họ hơn toàn những hàng già mùa ha, bao hàng cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Rồi hôm nay em lên mã số 1L chú anh chị mình đây, 1L là ghim ngân lượng rồi chị ha. Trời ơi, cái cây này cái tàn quá trời chị ha. Cái này em chỉnh sửa tàn nhiều quá đẹp, đế này chưa, đế cũng Khá cũng à. khá không tệ. Cái này giống mới của chú anh chị mình này, giống mới vườn em thấy có cũng hơi lâu lâu, hoành là được 14,5, tổng cũ là 32, chiều cao 51, tán ngang của nó là 70. Rồi. Rồi cây kim ngân lượng mã số 1E này em vô luôn mình giá 700 em bao phí ạ. Dạ rồi. Số tiếp theo Tiếp đây nè. theo là mã số số 2E của chú anh chị mình này. 2E là một cây Siêu Sài siêu Gòn. bông Sài Gòn ha, lá lớn bông chùm nhưng chú anh chị, bông nó y như là Sài Gòn nó nhỏ nhưng mà nó lá nó lớn hả. Thì cũng như là sẽ gọi siêu bông Sài Gòn á cô Con chú cái ơi. lớn nó nhỏ không chú anh chị mình, như họ hơn vậy, có cái lớn nó nhỏ nè. Cái này gốc dừa cho nó xù lên nè, Dạ. sành Dạ cây xù nha hết cô trời, chú mình. cái này y như nấm mối luôn. Tròn tàn nè. Hoành là được 26, Dạ rồi. chiều cao là được 59, tán ngang 61. Rồi cái này số 2E này cho Sài Gòn như luôn mình giá 800 em bao phí. Rồi. Tiếp theo nè. Tiếp theo là mã số 3L chú anh chị mình đây. 3E là cây siêu bông Bình Lợi nha. Cây này đời đầu chưa, lên lúc nụ quá trời, tại vì nó có em ghép sớm á, cho nên này Quá nó trời già nó mùa quá già. trời đi nụ, thấy thương, nó Nhiều sức cô chú như mình á, để lọc luôn. nói đời đầu cái cô chú mình cười. Có nghĩa sao đời đầu, có nghĩa là lúc khi mới có giống cô chú anh chị ha, là mình đã sưu tầm và mình bắt đầu mình Có kép. giống sớm á. Chứ không phải đời đầu là cây F0 Còn nha cô chú anh chị. còn bây giờ là đang ghép là nhiều lắm, là cái đó nó quá trời rồi, quanh được 24 đúng rồi. Dạ rồi, cây này khá là già luôn. Thôi vườn. Tổng cũ của nó là được 60. Chiều cao là 48. Tán ngang được 62. Rồi. Rồi, cây này giao lưu mình giá 1,2 triệu bao phí. Em cái này em xếp luôn chậu nha chú anh chị mình đây. Dạ. Rồi, tiếp theo cả nhà. Mã số 4L của chú anh chị mình đây. 4L là một cây giả Phú Đức nha, cây này hàng 12 mùa chứ ghép chỗ này nè. Rồi em rút cốt lại ha, làm bonsai ha. Nó tàn nó tròn do luôn cô chú mình. Chứ không phải hàng mới ghép của chú anh chị mình. Dạ. Cốt ghép chỗ này nè. Trời ơi, lên mới nhánh quá trời. Cái này có củ với củ. Củ nó khá là to luôn cô chú nè. Cô chú mình thấy cái lằn ngang này là cốt ghép cô chú. Nhúc nụ lên quá trời. Củ cái cây này đẹp lắm. Lên nụ sớm. Hoành là được 16 đúng. Tổng đế của nó, củ của nó là được 32. Dạ rồi. Chiều cao là 52. Tán ngang là 76. Cái này vô luôn mình giá 1,7 triệu em bao phí ạ. Dạ. Hàng gốc mã số 5E. 5E là một cây gốc nhớ của chú anh chị, hàng 12 mùa ha. Tán cái đầu là bonsai lùm lực. Quá này. Cái trời này lắm. Hôm bữa em lên cây giống gì cô chú anh chị gộn trái máy luôn. Giả Thủ Đức á cô chú. Một cây duy nhất luôn, quá trời đẹp cái ngược. củ này nè. Hoành là được 14. Rồi. Cái củ của nó được 23. Chiều cao là 39. Tán ngang 42. Cái này giao luôn mình giá 1,5 triệu bao phí của chú anh chị mình, ship luôn cả chậu nha. Cái củ này rất là duyên dáng nha cô chú anh chị mình. Hàng 12 mùa rút nhất. Quá trời cái củ rồi. Dạ, Thủ Đức nha cả nhà ơi. Mã số tiếp theo ha. Tiếp theo là cái mã số 6. 6 à. 6 nè. Ồ, cái cây này nó ngộ nghĩnh lắm cô chú. 6E em xe. Cây này thường chậu nè mà anh thay chậu đẹp cho mình nha. À. Về khỏi xe chậu này, chậu này cũng xịn sò lắm chú anh chị, em đầu tư chậu cũng dữ lắm. Thôi vừa chưa, hình thú này chưa nè. Nó lên da nè. Nó dần nín luôn á. Chị Ngân, cái này giống nhớ siêu lụa mình nè. Lại. Thôi vừa nó nu sụn rồi. Quá trời luôn. Cái này em tán cái đầu lại, em chưa có xích keo nè. Khi đi em xích keo cho mình chú anh chị mình. Tạo kiểu nha cô chú anh chị mình ha.
cái này dáng lùa lùa thấy Nè. không, Gió lùa giống như gió trời lùa ơi vậy ngày đó. Tết nữa bông cái thứ gì chịu nổi, nó lên nuôi là chưa này, nó lên xù nè chưa không, Giật giật cái lá lên coi chị không? Cô chú mình coi ha. nó lên xù nè, Nè cô chú, đó, nu nu ha, cưng quá nè. cái này già lắm mà cô chú anh chị mình nè, Thôi vườn được cái vậy cô chú sức sống nó rất mạnh ha. hoành là 27 đúng nè, cái này hình thú nha, 75 là tổng đế, có chân trước chân sau có đuôi nè, Ừ. chiều cao là được 42, cái tán của nó được 52, cây này giao lưu mình với 2,2 triệu em bao phí Dạ, 2 ship triệu luôn cả 2. chậu của chú anh chị mình nè, Rồi, cây này Tết là em bao cô chú anh chị mình là cái hoa đẹp dáng nè. trường có cái dáng Rất là đẹp rồi luôn cô cái chú. dáng kiểu này đẹp Phong cách hay cả nhà. Số 8 cả nhà ơi. 8E, Đúng rồi, trời 8E. ồ Cái xuất cây sắc này luôn, cái form đẹp quá ta. cái hình thú này cho đã nó Dạ uống hả. nè, cái đuôi có chân trước chân sau nó rất đặc biệt, cái xung mình lợi cái này giúp cứng mùa nha chú chị Khoai vườn hay cô chú mình. mình, quá trời cái phôi luôn, Cái cái này dáng nó đẹp luôn, dán vô bay nha. vô chậu xịn sò cho mình luôn chú anh chị mình đây, đi là xếp chậu nha, chậu này Phước Hợp Thọ, trời ơi, cái dáng nó đẹp để em quen giọng. Cây này duyên nè, cây này có duyên vô cùng luôn. Ồ đã quá cô chú ơi. Lên phô vườn vàng nín luôn, Ừ. hoành được 27 đúng ạ, tổng củ đế của nó được 90, chiều cao là được 50, tán ngang là được 63, tổng của chiều ba của nó được 90, Rồi. cây này quá đẹp. Rồi cái này em giao lưu mình với giá 3,2 triệu em bao phí nha, mà đặc biệt cái này em chỉ ship của sale Vũng Tàu lại chứ chị mình, Dạ, tại vì 3 cái dáng triệu bay nha. này đóng thùng không được, Ừ. Quá trời ba cô chú triệu mình hai ạ. cho cây mã số 8 nè, Dạ. quá đẹp. Số tiếp theo không cô 9E, chú? 9E lên cho mình cặp bonsai nè, trời ơi cặp này quá trời thấy thương mà chú Hình chị mình thú luôn ơi, nè cô chú mình, tốt cặp nhất hàng năm luôn. mùa nha chú chị, tại nhỏ nhỏ với năm mùa tại hàng ép chậu á, Quá đẹp. già quá già rồi nè, Nó lên xù luôn chị nè. Nè, thú trời rõ ơi nét vô nha cô chú mình. vô hai cái chậu quá trời thấy thương, cái này để bằng trà với ông địa đường cái Hàng bên bonsai nha cô chú, mình thấy không, đủ chi cành tay cành hết nha cô chú, tại không rút cốt nữa quành nha. 8 cũ 20, Rồi, đều ghê trời. chiều cao là 45, đây đây chiều cao là 42 lùn hơn xíu, hoành là được 9, cũ là được 20, trời ơi, cặp này quá xuất sắc Đẹp lắm cô chú bonsai mình. sai. Rồi cặp mã số 9E này em giao lưu mình giá 1 triệu em bao phí ship luôn cả chậu ạ. Đây là cô chú, em cho cô chú mình coi ha. Nè, hình thú rõ nét luôn ha, cây quá trời xuất sắc nha. Nói chung nó nhỏ nhưng mà nó ra hình ra dáng nha cô chú, do là cái hàng à, già mùa ha, cây này lên xù luôn à, xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. Rồi 1 triệu cho cặp này nha cô chú mình ơi. 9E, Mã số tiếp theo 10E nha. của chú anh chị mình đây, một cây siêu bông bình Bình lợi nha, mà gốc phôi vườn của chú anh chị mình gương dài dần đính luôn nha, nhìn giống thú luôn cô chú nha. cây này quá xịn sò luôn, cái tàn của nó già lúc Dạ. nụ lên như là đại lộc luôn, mỗi tháng này nụ tại này gấp sớm. Rồi cô chú mình ơi, mình cứ yên tâm là ha, nó sẽ tạo nụ tiếp theo nha cô chú. Nó chỉ có Trời ơi một vài nụ nụ thôi. nụ dữ lắm rồi, Một vài nụ là nó bự thôi ha cô chú. phôi vườn của chú anh chị mình hoành được 28, Trời, bự chán luôn á. phôi vườn lên dài dần đính, tổng củ đế của nó là 72. Dạ rồi. Chiều cao 60, tán ngang 70. Dạ. Rồi cái này cho luôn mình giá 1 triệu 9 em bao phí ạ, cái này ship luôn cả chậu ạ. Dạ rồi. Quá đẹp. Dạ, mã tiếp theo cô chú mình. Tiếp theo là mã số 11L chú anh chị mình ơi, một cây giả lá gai, trời ơi cái giả lá chà bá. Lá gai nó đặc trưng lắm cô Cây bên chú, đây nó là lẫn Thủ lộn Đức, nhậu. cây giả lá gai cây Thủ Đức nha, cái hàng năm mùa hút cốt là bà mua sao chú anh chị mình ơi, chứ không phải hàng mới ghép nha. Quá rồi đã. Bao hàng lúc nụ cho cô chú anh chị mình chơi Tết, đặc biệt là em chơi chậu xịn luôn. Nè cô chú mình coi nè, cái cốt cành đó ha. Về hàng bonsai nha cô chú anh Đi chị. là xếp xếp chậu luôn nhau chú anh chị mà. Dạ. Quá trời đẹp, hàng thành phẩm nha cô chú. Dạ, giờ phú mấy cái này già lắm, trời ơi già hàng xuân đi. Quá trời luôn, già tới gì luôn. Hoành 8, cũ là 19, Nó nhòm luôn. chiều cao 39, cây bên đây cao 48, Cái cũ hết biết cũ không. Nè cô chú mình coi cốt nè. hoành là 9,5, cũ nó là được 16. Quá đã. Rồi cặp này giao lưu mình giá 1 triệu em bao phí luôn ạ, Dạ. một cây giảo lá gan thì giảo Phú Đức hàng năm mùa Rồi, hàng hiếm nha cô chú anh chị ơi, bên lá gai sai là hàng hiếm luôn. Rồi, cô chú tham khảo cặp này nha. 12E hả cô chú anh chị? 12L chú anh chị mình, một cây siêu bông mình lỡ phôi dừa ha, cái này phôi dài lắm, củ đế khá đẹp nha chị, Hôm nay những cái mã số này rất là đẹp hả cô chú anh chị. cái này em vô cho em chỉnh sửa Trời ơi, thành phẩm luôn đó, nó lên cái form của cô chú anh chị nó rất là đẹp luôn ha. củ vậy quá trời cái hàng củ ha, Dạ. chỉ cần coi chi tàn này ghép nha, ú ụ hết trơn rồi, mập lắm rồi Quá trời của chú anh chị mình ha. cỡ ngón tay hết trơn, Ừ.
Hoành được 33 đúng. Thân cũ của nó được 101. Chiều cao là được 62. Tán ngang là được 79. Rồi cái này em vô luôn mình với giá là 4,9 triệu. Em bao phí ạ. 4 triệu 9 thôi cả nhà bao ơi. Rẻ bao đẹp cho mình luôn. Ồ cái cây nó lùng lực, cô chú anh chị rất là ưng luôn nha. Quá đẹp của chúng mình ha. Rồi 4 cô chú triệu mình 9 cho mình nha. Trời cái cây mấy cốt nó già càng cục hơn này, cô chú. Cái cục này nè, quá trời cục như này. Ngân tôm ôm. 100 lẻ mấy rồi nha. Rồi. Chú mình ơi, tiếp theo là cái mã số cuối clip ha. Cuối clip mã 13E của chú anh chị mình nè. Dạ. 13E một cây siêu bông Sài Gòn lá nhỏ, cái này chín tông lá nhỏ luôn nè. Lúc nụ lên như là cái gì à? Siêu nụ luôn à. Nó kẹo lắm cô chú. Mà chị anh coi nè, nó đang chuẩn bị điên cơ rồi chưa nè. Dạ. Nó lên quá trời hết cô quá chú. Quá là đọt non nè. Cây này là tết nè, khủng khiếp luôn. Hai cơ nữa cô chú anh chị là bự lắm. Đây là những cái cốt cành của nó nè cô chú mình ha. Cái quá này đã luôn. Nhau, chú anh chị mình. Cái này cái chậu đẹp nè, chậu mới luôn. Là về mình khỏi sang chậu lại ha. Dạ. Để gì là mình chăm mình chơi tết thôi. 13E một cái siêu Sài Gòn ha. Hoành này được 32 đúng không? Quá tí cô ạ. Hết cái chậu luôn với cô chú mình. Cô chú mình coi. 130 là tổng đế ạ. Hết thần luôn. Rồi tới đây là được 1 mét rồi chưa? Dạ đúng rồi. Cái này cao cỡ 1m2 cô chú, 1m1 đi. Tính mét thôi cô chú. Gì? Tới đây là được 1 mét nè. Ừ tính mét thôi. Rồi tới 1 mét là còn chút xíu nữa. Tầm khoảng 1m2 á. Mình tính mét. Tán ngang của nó là được 1m1 luôn. Rồi khỏi tính đọt. Hơn 1m1 rồi mà em đâu không tới á. Ừ. Cái này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hàng này cái hàng 4 mùa nha chú anh chị mình. Tròn như cái dù luôn. Rồi, cây này em vô luôn mình với giá là 6,8 triệu nha. Em vô xe khu vực chúng ta ở lại nè. Dạ. 6,8 triệu. Rồi cô chú ơi, mình tham khảo ha. Cây này là phải nói là tết là đỉnh nha cô chú mình ha. Quá trời luôn. Rồi chị Ngân ơi, mình chào khán giả luôn chị. Dạ rồi, mã số 13E này, mã số cuối clip của em ha. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip ạ. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý ủng hộ trời dược. Rồi em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo ạ. Dạ rồi, em chào cả nhà mình nha. Và em hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo của em luôn.